mùa xuân năm 2009, kính chúc sư phụ thượng nhân 83 tuổi viên thọ. Xin hiến dâng thượng nhân ân sư Thượng Tịnh Hạ Không kính yêu của chúng con, toàn thể học viên giảng đường Hoa Nghiêm đảnh lễ kính dâng. Cả đời nói pháp, Ngài chính là người hoằng dương giáo dục của Phật Đà, rộng hoằng tam giáo, diễn Hoa Nghiêm, quy về tịnh độ, khởi xướng đại kinh. Truyền hình vệ tinh, đường truyền internet là đạo tràng, chánh pháp truyền đi khắp mười phương, thực tiễn hòa bình, hòa hợp tôn giáo, thúc đẩy giáo dục đạo đức, báo ân quê hương. Ân sư cả đời học mà không chán, dạy người không mệt, vì thiên địa lập tâm, vì chúng sanh lập mạng, vì mong thánh giáo tiếp nối, vì vạn thế được thái bình. Chân thành, thanh tịnh, thiện ý khắp nhân gian, bình đẳng, chánh giác, lòng yêu thương trùng pháp giới, pháp tại tâm, tâm tịnh thì cõi nước tịnh, tánh bồn giác, niệm Phật mới thành Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Mưa gió không màng, hoằng pháp 50 năm, sông pha không ngơi nghỉ, quên đi tuổi đã ngoài 80, chỉ bởi vì không nỡ để chúng sanh khổ. Chỉ bởi vì không nỡ để chánh pháp suy đồi, nguyện xin đem chí của sư phụ thành chí con, gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Phật Đà ở trong tâm, lo sợ gì gian nan và khổ cực, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tham sân si mạn nghi, thực tiễn bốn nền tảng, quyết không phụ lòng ân sư phụ. Chúng con nhất định sẽ học khiêm tốn, tôn trọng, kính yêu, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ tất cả chúng sanh, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, hòa thuận cùng sống, y giáo phụng hành. Nguyện xin đem chí của sư phụ thành chí con, gánh vác gia nghiệp của Như Lai. Phật Đà ở trong tâm, lo sợ gì gian nan và khổ cực, buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ tham sân si mạn nghi, thực tiễn bốn nền tảng, quyết không phụ lòng ân sư phụ. Một môn thâm nhập, tính nguyện cầu sanh tịnh độ, trường kỳ quân tu, Di Đà niệm đến cùng, tâm đệ tử cùng sư phụ không rời nhau, cầu xin sư phụ sống lâu độ hữu tình.
cầu xin sư phụ sống lâu độ hữu tình, cầu xin sư phụ sống lâu độ hữu tình. Khai thị cho đồng tu Tịnh Tông. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng. Thời gian: ngày 17 tháng 11 năm 2008. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Lần này Tịnh Không tôi trở lại Đài Loan, ngay trong khoảng cách này cũng đã có đến 10 năm rồi. 10 năm qua thay đổi rất nhiều, không chỉ ở Đài Loan mà thay đổi ở trên toàn thế giới, đều khiến cho người cảm thấy kinh ngạc. Những năm gần đây, xã hội trên toàn thế giới xung đột mỗi năm một tăng cao, tai nạn cũng càng ngày càng nhiều, năm sau nghiêm trọng hơn năm trước. Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo với chúng ta, họ nói muốn cứu vãn địa cầu này chỉ còn lại 7 năm nữa. Trong khoảng thời gian này nếu không nỗ lực thì không thể cứu kịp nữa. Cũng chính là ngày tàn của thế giới, và rất nhiều lời dự đoán cũng như trong các tôn giáo đã nói. Phật giáo không có cách nói này. Thế nhưng ngày trước Đại sư Chương Gia đã từng nói qua với tôi, Phật pháp hưng suy chìm nổi, cái hiện tượng này là bình thường. Sau khi chìm xuống thì dần dần lại hưng dựng trở lại. Vì thời đại hiện tại của chúng ta là Phật pháp đang đi xuống dốc, rơi xuống có thể nói là đến tận đáy. Chúng ta không cần tránh né, sự thật đang bày ra trước mắt. Không chỉ là ở khu vực này, đi khắp thế giới cũng đều không khác. Vì sao Phật giáo có thể chìm xuống? Chúng ta chính mình phải phản tỉnh, không cần đi hỏi người khác, cũng không nên đi trách người khác, phải trách chính mình. Lão Tổ Tông chúng ta dạy bảo chúng ta, hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Vì sao Phật giáo có thể chìm xuống? Là ta nhấn chìm nó mất. Vì sao vậy? Ta không giữ giới luật. Người xuất gia chúng ta xa di luật nghi cũng không làm được, Phật giáo có đáng bị diệt không? Thật đáng. Tín đồ tại gia thì không làm được 10 nghiệp thiện, vậy thì Phật pháp bị diệt thôi. Không nên hỏi người, hỏi chính mình. Chúng ta chính mình không làm được, chúng ta chính mình phải gánh lấy trách nhiệm nhân quả này. Chỉ cần hồi đầu thì được cứu. Chúng ta hiểu rõ chúng ta làm sai rồi, bây giờ bắt đầu làm lại. Thế nhưng tại vì sao 10 nghiệp thiện sa di luật khó đến như vậy? Vì sao người xưa có thể làm được, hiện tại chúng ta không làm được? Chúng ta truy tìm nguyên nhân này.
chúng ta cũng tìm ra được. Nguyên nhân là do đâu vậy? Người xưa từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, cho nên học Phật không khó, có nền tảng. Con người thời đại này chúng ta thật đáng thương, rất là bất hạnh, không hề được tiếp nhận qua giáo dục truyền thống. Không những chúng ta chưa được tiếp nhận, cha mẹ của chúng ta cũng không được tiếp nhận, ông bà của chúng ta cũng không được tiếp nhận. Ở Trung Quốc chí ít đã bỏ mất đi 4 đời. Cho nên Phật từ bi, bạn thấy trên Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải rất tường tận. Tiên nhân vô tri, đó chính là ông cố tổ, ông nội cha mẹ của chúng ta. Tiên nhân vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, mà chưa được dạy tốt, không dạy cho chúng ta tốt, cho nên không thể trách chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật nói lời nói này chỉ ít đã nói 2.500 năm về trước, đã đem tình hình hiện tại này của chúng ta nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Chúng ta phải giác ngộ. Chúng ta nghĩ đến mất trâu mới làm chuồng vẫn không muộn, thế nhưng phải chân thật hạ quyết tâm, phải thay đổi tự làm mới. Chúng ta phải nhận giáo dục Bổ Túc. Bổ Túc vào từ đâu vậy? Chúng ta phải tự 10 nghiệp thiện. Thế nhưng 10 nghiệp thiện không làm được, 10 nghiệp thiện còn có nền tảng, đó chính là Đệ Tử Quy của nhà Nho, Cảm Ứng Thiên của đạo gia. Thế Tôn ở trong Phật Tạng Kinh nói với chúng ta, Phật Tạng Kinh không phải Đại Tạng Kinh. Trong Kinh Phật có một bộ kinh nhỏ gọi là Phật Tạng Kinh. Ở trong kinh này Phật nói, đệ tử Phật trước không học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa không phải đệ tử Phật, Phật không thừa nhận. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta vẫn là hy vọng chúng ta tuần tự tiến dần. Trước học tiểu học, kế học trung học, tiếp đến học đại học. Tiểu thừa chính là tiểu học của nhà Phật. Chúng ta chưa học qua tiểu thừa. Kinh điển của tiểu thừa truyền đến Trung Quốc có thể nói là tương đối hoàn chỉnh. Tứ A Hàm trong Đại Tạng Kinh chúng ta so sánh với Tạng Kinh Pali của Nam truyền, nó chỉ hơn chúng ta 50 mấy bộ. Sắp gần 3.000 bộ, nó chỉ hơn 50 mấy bộ. Phiên dịch của chúng ta hoàn chỉnh đến như vậy. Vào những năm đầu, đích thực Phật giáo chân thật là lấy tiểu thừa làm nền tảng. Vào thời Tùy Đường Trung Quốc có Câu Xá Tông, có Thành Thật Tông, hai tông này là tiểu thừa. Không luận tại gia xuất gia học Phật đều phải bắt đầu từ đây. Thế nhưng từ sau năm Trung Diệp nhà Đường, người Trung Quốc không học tiểu thừa, kinh tiểu thừa không có người đọc. Có phải là trái với lời giáo huấn của Phật không? Không hề trái. Người xưa Trung Quốc chúng ta dùng nho, dùng đạo để thay thế tiểu thừa. Cho nên đời đời tiếp nối nhau, đều có cao tăng, đều có đại đức xuất hiện ở thế gian, thành tích rất là khả quan. Thế nhưng đến thời đại này của chúng ta, gần đây có thể nói là một thế kỷ, ngay trong 100 năm, chúng ta lơ là học tập của nhà Nho, cũng lơ là học tập của đạo gia, cho nên Phật pháp bị luống không, không có nền tảng. Phương pháp bổ cứu hiện tại, chúng ta tu học tịnh độ, có phải nghĩ đến thế giới cực lạc hay không? Mọi người đều nghĩ, có thể đi được hay không? Không có người nào nắm chắc.
Khi tôi còn trẻ, cùng với lão sư Lý ở Đài Trung, tôi đến Đài Trung liên xã năm đó. Tôi 30 tuổi. Liên hữu của Đại Trung liên xã có 20 người. Tôi ở Đại Trung được 10 năm. Khi rời khỏi, liên hữu liên xã Đại Trung đã tăng lên đến 500.000 người. Rất là khả quan. Lão sư thường hay cảnh cáo chúng tôi. Ông nói chúng ta không nói nơi khác, chỉ nói liên hữu Đại Trung. Nhiều người đến như vậy, chân thật có thể giảng sanh. Đại khái ngay trong một vạn người có thể có 2-3 người. Việc này lão sư thường nói 2-3 phần vạn, thật quá ít. Do nguyên nhân gì? Người xưa đã nói miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Đó là thật, không phải giả. Trong miệng niệm A-di-đà Phật, cái bạn nghĩ là gì? Cái bạn nói là gì? Việc bạn làm là gì? Hoàn toàn trái ngược với A-di-đà Phật. Chúng ta mở quyển kinh ra, kinh Di-đà mọi người đều rất quen thuộc. Bạn thấy Phật vừa mới mở miệng thì gọi thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì có phần chúng ta trong đó hay không? Chúng ta có được xem là thiện nam tử, thiện nữ nhân không? Việc này phải biết. Tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân của Phật Pháp chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo không làm được, Phật nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, vậy thì trong đó không có chúng ta. Chúng ta không có trong số đó. Thiện nam tử, thiện nữ nhân niệm Phật mới có thể giảng sanh. Chúng ta không thiện, hơn nữa sẽ đến thế giới cực lạc. Bạn thấy tiêu chuẩn của người ta, Thế Tôn này nói với chúng ta, thế giới cực lạc là những hạng người nào? Đều là các bậc thượng thiện ở một nơi. Không chỉ là thiện, là thượng thiện, cũng chính là thượng phẩm thiện nhân. Ở thế gian này chúng ta có thể tu đến thượng phẩm mười thiện. Trên kinh nói được rất rõ ràng, sanh thiên không ở nhân gian. Do đây chúng ta liền có thể biết Tây Phương Tịnh Độ, người giảng sanh hạ hạ phẩm, trong cõi phàm thánh đồng cư, đều là thượng phẩm mười thiện. Chúng ta chính mình không thể đoạn ác tu thiện, ngày ngày niệm Phật không thể giảng sanh, chỉ có thể nói cùng với A-di-đà Phật, cùng với thế giới cực lạc kết được chút thiện duyên. Đó là thật. Sự việc này chúng ta bình lặng mà tư duy. Trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp, không biết đã làm bao nhiêu lần. Ngay đời này không thể đoạn ác tu thiện, ngay đời này lại làm lần nữa, đời sau lại còn phải làm. Cũng chính là lúc nào thì mới có thể được giảng sanh, đến đời nào thì chân thật có thể đạt đến thượng phẩm mười thiện thì được, thì bạn liền có thể giảng sanh. Bạn chưa đến được thượng phẩm mười thiện, phát nguyện không thể giảng sanh, điều kiện của bạn không đủ. Việc này phải nên biết. Thượng phẩm mười thiện phải tu bằng cách nào? Khai thị của lão pháp sư Ấn Quang, bạn có thể chiếu theo đó mà làm thì được. Khai thị của ngài rất đơn giản, rất rõ ràng, rất tường tận, chân thật muốn chúng ta làm được. Không thấy lỗi người khác, chỉ thấy lỗi chính mình.
chính mình chăm chỉ, ngày ngày phản tịnh sám hối, phát nguyện cầu vãng sanh. Ngay trong 2 đến 6 thời, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu ra không có một ý niệm nào khác. Con người kia tốt, A Di Đà Phật. Con người kia xấu, A Di Đà Phật. Không liên quan với ta. Ta phải phê bình người khác làm gì? Ngàn ngữ cổ xưa của Trung Quốc chúng ta nói, người đến nói chuyện thị phi thì là người thị phi. Nếu họ không phải là người thị phi thì họ sẽ không nói chuyện thị phi. Trong lòng của họ không có ác niệm, họ sẽ không có nói lời ác để phê bình người khác. Vì sao vậy? Trong lòng của họ không có niệm ác. Do đây có thể biết, người phê bình người chính là lỗi lầm. Phật không phê bình người, Bồ Tát không phê bình người. Đó là thật. Chúng ta phải nên hiểu, người có lỗi lầm hay không vậy? Không có. Thật không có lỗi lầm. Tất cả lỗi lầm đều phát sinh ra ở chính ngay ta, không có liên quan gì với người khác. Bạn có thể đọc hiểu được Kinh Hoa Nghiêm, không cần nói hoàn toàn thông hiểu. Hiện tại chúng ta giảng đến phẩm thứ 14. Các vị đều biết Hoa Nghiêm tổng cộng có 39 phẩm. Có phẩm kinh văn rất dài, dài nhất là Phổ Hiền Hành Nguyện phẩm 40 quyển. Chúng ta đã giảng hơn 4.000 giờ rồi, mới giảng đến 14 phẩm. 14 phẩm này đều không xem là quá dài. Toàn kinh, nếu giống như cách giảng này, tôi dự tính chí ít còn phải giảng đến 10.000 giờ nữa. Có thể 10.000 giờ nữa cũng chưa giảng xong. Có thể nghe được 4.000 giờ kinh này, tâm liền được định. Vì sao phải nghe kinh? Không nghe kinh thì là nghĩ tưởng sằng bậy. Không nghe kinh thì tâm không thể định. Nghe kinh là phương pháp tu định. Nếu như mỗi ngày bạn có thể nghe được 8 giờ đồng hồ, thì bạn tu được 8 giờ định. Định huệ đều học. Khi nghe kinh không khởi vọng niệm là tu định. Nghe được rất tường tận, nghe được rất thông suốt, đó là tu huệ. Định huệ đều học. Giới tự nhiên ở ngay trong đó. Vì sao vậy? Bạn sẽ không khởi ác niệm. Bạn không thể có ác niệm, ác hạnh đối với người khác. Cho nên phương pháp này là giới định huệ tam học một lần đầy đủ. Bạn mỗi ngày có thể tu được 8 giờ. Sáng sớm niệm Phật niệm được 2 giờ, buổi tối niệm Phật niệm được 2 giờ, một ngày 12 giờ. Suốt cả năm không hề gián đoạn. Theo tôi nghĩ, 2-3 năm thì bạn được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là gì? Công phu thành khối. Điều kiện giảng sanh liền đầy đủ. Nếu như cách tu không phải như vậy, không thể nắm phần giảng sanh. Trên thế giới này loạn, mặc cho nó loạn, Phật cũng còn không có cách gì. Chúng ta có năng lực gì để giúp chứ? Cho nên ở trong những năm này, cứu chính mình là quan trọng. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ngày đầu giảng sanh, lúc đó tôi giảng kinh ở cạnh Mỹ. Hơn 5 giờ sáng thì ông đi. Đồng tu Đại Trung gọi điện cho tôi, nói lão sư giảng sanh. Buổi chiều hôm qua chính là buổi chiều trước một ngày. Đối với mấy đồng tu ở bên cạnh
nói mấy câu. Di giáo sau cùng, thế giới này loạn, Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu được. Chúng ta chỉ có một đường sanh lộ, chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Di ngôn sau cùng của lão sư ngài, chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta phải tin tưởng, y giáo phụng hành. Thế giới này có loạn thế nào, ta không loạn. Tai nạn không thể tránh được. Tai nạn đến rồi, người niệm Phật chúng ta ở ngay trong tai nạn vãng sanh là việc tốt, không phải việc xấu. Người chết ngay trong tai nạn, có người đi đến thế giới cực lạc, có người đi đến cõi trời, có người đổi cái thân này lại trở lại, họ lại đầu thai lại trở lại. Có một số người đến ba đường ác, cũng đồng là chết ngay trong tai nạn, chủ đi không như nhau. Cho nên không lo lắng, không khiếp sợ, tâm luôn là an định, không nên bị cảnh giới xoay chuyển. Nơi chúng ta đi thì tốt rồi, nếu như tai nạn đến rồi kinh hoàng, lo lắng, khiếp sợ, chỉ thì khẳng định đến ba đường ác. Chính họ không làm được chủ, đã bị cảnh giới chuyển. Cho nên hiện tại chúng ta ở thế gian này, sống một ngày tính một ngày, không nên nghĩ còn có năm tới, không nghĩ đến. Tôi nghĩ đến ngày mai cũng không nghĩ. Chúng ta mới tự tại. Nghĩ đến ngày mai làm gì? Ngày mai vẫn chưa đến. Hôm nay có được thời gian của một ngày, cố gắng niệm Phật một ngày, tụng một ngày kinh, bạn nói xem thật nhiều tự tại. Đó chính là người đại phước đức, đó chính là người đại tự tại. Không nên nhiều chuyện. Hễ người nhiều chuyện thì họ sẽ tự tìm lấy phiền não. Dạng duyên buông bỏ, người khác tranh danh đoạt lợi, chúng ta danh vọng lợi dưỡng thấy đều buông bỏ. Đó là gì vậy? Đó đều là làm chuyện sáu cõi ba đường. Đó là việc của họ, chúng ta buông bỏ rồi, không làm việc đó nữa. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm Bồ Tát, để làm Phật, phải có nhận biết như vậy thì tốt. Dạng nhất không nên để lỡ cơ duyên tốt lớn đến như vậy. Có tai nạn này là cơ duyên tốt lớn. Vì sao vậy? Ép chúng ta không dụng công không được. Nếu không dụng công, không dụng công thì đi vào ba đường. Bạn từ góc độ này mà nhìn là một việc tốt, không phải việc xấu. Không có tai nạn thì người giải đãi, không cần lo, còn có năm tới, còn có năm tới nữa. Vĩnh viễn giải đãi lười biếng, công phu không đắc lực. Hiện tại tai nạn ép bức bạn, không làm không được, phải liều mạng mà làm. Vậy mới có thành tựu. Trên kinh Phật có hai câu nói: nhật nhật thì hảo nhật, thời thời thì hảo thời. Đúng một chút cũng không sai. Tôi những năm qua giảng kinh đã có thêm được hai câu: nhân nhân thì hảo nhân, sự sự thì hảo sự. Thiên tai nhân họa đều là việc tốt, không có việc nào không là việc tốt. Người thiện người ác đều là người tốt, nhất là người ác. Người ác là gì? Thành tựu ta nhẫn nhục ba la mật, xem ta có thể nhẫn hay không. Có thể nhẫn thì đạo nghiệp nâng lên cao, không thể nhẫn thì đọa lạc. Có thể nhẫn, chúng ta từ phàm phu thì thăng cấp, thăng đến Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát có thể nhẫn. Không thể nhẫn thì thế nào? Thì kết oán thù với đối phương. Oán thù này vừa kết, đời đời kiếp kiếp không thể ngừng dứt. Bạn nói xem, đó không phải tự tìm phiền não hay sao?
Cho nên người xấu đó suốt cuộc là tốt hay không tốt, chúng ta có thể nhận họ là người tốt. Họ thành tựu những dục ba la mật cho ta, họ giúp ta nâng lên cao. Nếu ta không thể nhận, không thể nhận thì họ là người xấu, họ là quan gia trái chủ của ta, đời sau ta báo thù họ. Cho nên bên ngoài không có người tốt người xấu, người tốt người xấu ở chính nội tâm chính mình. Tâm của ta tốt đều là người tốt, tâm của ta không tốt thì toàn là người xấu. Đó là Đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không tốt xấu. Cảnh chính là người, người bên ngoài. Duyên là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất cùng hoàn cảnh nhân sự không có tốt xấu là bình đẳng. Tốt xấu là do đâu vậy? Tốt xấu do tâm của chính mình. Tâm của chính mình tốt thì không có thứ gì không tốt. Tâm của chính mình không tốt thì không có thứ gì tốt cả. Thế giới cực lạc sở dĩ đẹp đến như vậy cũng không gì khác hơn. Mỗi một người tâm đều tốt. Cho nên cảm được y chánh trang nghiêm không gì bằng. Ngày nay thế giới này chúng ta biến thành ra thế này, các vị thử nghĩ xem thì liền biết được nguyên nhân. Người ở trên cái địa cầu này, lòng người khác thường. Cái gì gọi là thường? Trung Quốc chúng ta gọi là ngũ thường. Ngũ thường là căn bản để làm người, cũng chính là luân hồi ở trong sáu đường. Nắm được năm điều kiện để được thân người. Trong năm điều kiện nếu thiếu một thì bạn không có được thân người. Vì bạn xem thử vô số chúng sanh hiện tại, đời sau có mấy người có thể được thân người? Đừng nhìn người khác, trước nhìn chính mình. Chính ta đời sau có thể được lại thân người hay không? Trong năm chữ này bạn có cụ bị đủ không? Ngũ thường là gì? Các vị đều biết phải không? Đúng. Là một ý nghĩa với ngũ giới. Nhân là không sát sanh, nghĩa là không trộm cắp. Lễ không tà dâm. Trí không mê hoặc, là không uống rượu. Uống rượu là mê hoặc, say rượu rồi thì mê hoặc. Không mê hoặc. Tính là không vọng ngữ. Cho nên người học Phật có thể giữ năm giới thì đầy đủ ngũ thường. Người không học Phật vào thời trước có nhận qua giáo dục truyền thống Trung Quốc, phải đầy đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Người nhân thương người. Trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. Người nghĩa hiểu lý. Cái gì gọi là nghĩa? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đúng lý, đúng pháp, hợp tình. Hợp tình, hợp lý, hợp pháp gọi là nghĩa. Lễ, chính mình khiêm tốn, tôn trọng người khác, đó là một tinh thần rất quan trọng trong lễ. Tự ti mà tôn người, không cuồng vọng tự đại. Người học Phật hiện tại chúng ta kỳ lạ. Bạn xem, hiện tại có không ít người xem thấy mũi kiến, Bồ Tát kiến, Bồ Tát mũi. Xem thấy người thì họ không tôn kính. Khi họ tôn kính những động vật nhỏ này, tôn kính hơn so với tôn kính người, người thì xem thường. Sự việc này thì phiền phức to. Để nào người nghe đến trùng kiến cũng không bằng hay sao? Cho nên phải sanh tâm bình đẳng, không nên có thiên lệch, phải có cái nhìn như nhau. Ở trên Kinh Kim Cang Phật nói với chúng ta, các pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Phật nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, bao gồm tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói càng rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật.
Đó mới là bình đẳng. Người tốt là Phật, người xấu cũng là Phật. Họ có Phật tánh, kiến bụi cũng có Phật tánh, cho nên tôn trọng nó là đúng, một chút cũng không sai. Đối với người càng phải tôn kính. Đó là nói lễ. Phật pháp cầu trí tuệ, khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm, lý trí làm chủ tể, không được xung động tình cảm. Cảm tình là mê. Cảm tình khởi tác dụng thì trí tuệ sẽ không có. Cho nên trong tứ y pháp của Phật nói với chúng ta, y trí bất y thức. Thức chính là tình thức, là cá nhân chính bạn yêu thích, vậy thì sai. Giữa người và người qua lại, nhất định phải trọng chữ tín. Trong giáo dục truyền thống của Trung Quốc, rất là xem trọng chữ tín. Con người trong xã hội nếu như không có chữ tín, không thể đứng được trong xã hội. Cho nên người không thể không có chữ tín. Đó là năm điều kiện cơ bản, điều kiện để làm người. Nếu như từ trong điều kiện này mà nâng cao, đó chính là đạo đức. Đạo là gì? Đạo là quan hệ của ngũ luân. Đó là tự nhiên, không phải do ai sáng tạo, không phải do ai phát minh, không phải do người định ước. Cha con là đạo, vợ chồng là đạo, anh em là đạo, vua tôi là đạo. Vua tôi hiện tại chính là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Bạn ở trong công ty, ông chủ cùng công nhân. Ông chủ là vua, công nhân là quan. Đó là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Bạn bè là đạo. Trong năm loại quan hệ này là đạo, là tự nhiên. Xử lý những quan hệ tự nhiên này tùy thuận tánh đức. Đó là đức. Tùy thuận tự tánh, không thể trái với tự tánh. Lão tổ tông chúng ta từ bi, đem cương mục của tùy thuận tự tánh dạy cho chúng ta là tám đức. Thành phố Đại Bắc có đường Bát Đức: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Vào thời xưa Bát Đức là nói như vậy. Cận đại thì sao? Cận đại thì đổi cũng không tệ: trung, hiếu, nhân ái, tín, nghĩa, hòa bình. Chúng ta đem hai loại này, hai loại này đều tốt, hai loại này dung hợp lại với nhau, trừ bỏ trùng lập còn 12 chữ: hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa bình. 12 chữ này, đó là người Trung Quốc. Khởi tâm đồng niệm, lời nói việc làm của chúng ta đều không trái với 12 chữ này. Bạn là người có đạo đức. Vì thì như người được nâng lên cao. Nếu bạn không giảng sanh đến thế giới cực lạc, bạn khẳng định sanh thiên. Nếu như ý niệm năm dục sáu trần chưa đoạn, bạn sanh dục giới thiên, dục giới tầng trời thứ sáu. Ý niệm năm dục sáu trần này không còn, bạn sanh sắc giới thiên, sanh vô sắc giới thiên. Nó có đạo lý trong đó. Không phải có người nào bảo hộ hay người nào đề bạt bạn, đưa bạn đến thiên đường, không hề có việc này. Trên trời không có nhân tình, không cần bất cứ nương tựa nào. Bạn chính mình điều kiện đức hạnh đầy đủ thì tự nhiên đi đến nơi đó.
Cái đạo lý này ở vào thời xưa, lão tổ tông của chúng ta đều biết. Bạn thấy trong dị kinh Phụng Từ truyện nói, nói quan hệ của luân hồi. Nó nói dực dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Chủ này đã nói rất rõ ràng. Quần là gì vậy? Từng nhóm chính là chí đồng đạo hợp, tự nhiên họ sẽ đến nơi đó. Bạn thấy nơi đây chúng ta đến nơi đây đều là học Phật. Người bên ngoài không học Phật, mời họ vào họ cũng không bước vào. Cái vũ trường ở bên kia, người thích kêu vũ thì thấy đều đi qua bên đó, nhưng người ở đây chúng ta thì tuyệt đối sẽ không đi qua bên đó. Chính là từng nhóm chí đồng đạo hợp thì họ hợp lại với nhau. Bạn tu năm giới mười thiện thì tự nhiên sẽ đi đến cõi trời. Họ vừa thấy trên đó liền hoan hỷ, họ nhìn thấy bà cũng hoan hỷ. Cho nên sáu cõi luân hồi không phải Diêm Vương làm chủ tể, cũng không phải là việc của Phật Bồ Tát, đều là chính bạn cảm ứng tương thông. Khi bạn lâm chung sẽ nhìn thấy cảnh giới này chính là tương phản, giống hệt với cảnh giới tâm hạnh của chính bạn, thì bạn liền đi đến nơi đó. Cho nên đó là tùy thuận tánh đức, chúng ta không thể không biết. Nỗ lực học Phật, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh, đó là tiên sinh Đông Phương Mỹ đã nói với tôi từ rất sớm, là thật không phải là giả. Tôi 26 tuổi nghe được Phật Pháp, đến năm nay là 57 năm. Ngày ngày làm pháp hỷ sung mãn, rất nhiều các bạn đồng tu bên đây đều biết. Tôi cũng gặp phải rất nhiều trắc trở. Ba lần trắc trở lớn nhất, trắc trở nhỏ thì quá nhiều. Thế nhưng mỗi lần trắc trở thì lại nâng tôi lên, đều hướng lên trên cao. Cho nên tôi rất cảm ơn. Tôi không oán hận, tôi nhất định không có báo oán. Tôi đối với họ chỉ có tán thán, chỉ có cảm ơn. Họ giúp cho tôi nâng cao. Cho nên hy vọng mọi người phải chăm chỉ nỗ lực. Nghe kinh là một phương pháp đoạn phiền não rất tốt, chính là hoàn thành giới định huệ một lần. Tu học đúng lý đúng pháp, cả đời này của chúng ta sẽ không luống qua. Cứu vãn thế giới này, ngoài phổ cập giáo dục căn bản của Nho Thích Đạo ba nhà ra, không có phương pháp thứ hai. Đó chính là phải phổ cập giáo dục của Đệ Tử Quy, giáo dục của Cảm Ứng Thiên, giáo dục của Thập Thiện Nghiệp. Ba loại giáo dục này có thể phổ biến rộng khắp, thì xã hội này an định, thế giới sẽ hòa bình. Trong những năm gần đây, chúng ta cũng có làm những công việc này, làm cũng có được chút thành tích. Lần này trở lại Đài Loan, Đài Loan có không ít đồng tu hưởng ứng hoan hỷ, muốn làm ở Đài Loan. Đó là một việc tốt. Nơi nào làm thì nơi đó được tam bảo gia trì hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, nơi đi tai nạn sẽ ít. Đó là tự cứu, cứu người, tự độ, độ người. Thời gian được rất nhanh, chỉ còn 3 phút thì thời gian đến rồi. Tôi nghĩ lời tôi nói chỉ nói đến đây thôi.
Buổi tối các vị có duyên tối hôm nay giảng kinh từ 4 giờ đến 6 giờ. Cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật. Cách biệt 10 năm lại tương phùng, ý sâu tâm thiết lời buông bỏ, chớ quản triệt đời khuyên niệm Phật, tự cứu cứu người cứu thế gian. Cận dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.